Tiếp theo chúng ta sẽ đến với bước T-step nhé. Các bạn quan sát tôi làm trước một lần này. Đây. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Trước khi vào bước thì chúng ta tập động tác bổ trợ một chút nhé. Ở bước này chúng ta sẽ sử dụng về phần gót chân và mũi chân nhiều. Và chúng ta sẽ tập động tác như này. Chúng ta đứng sát tường này. Chúng ta nâng một chân lên. Đó. Sau đó mình sẽ nhịp đầu tiên là mình nâng mũi chân, xoay, nâng gót chân, xoay, nâng mũi chân, check 90 độ nhé. À xin lỗi, 45 độ nhé. Xong lại lấy nâng gót chân này, nâng mũi chân, nâng gót chân, nâng mũi chân, nâng gót chân, nâng mũi chân. Sau đó các bạn lại lại đổi chân. Tương tự như vậy này. Bắt đầu mình nâng chân phải lên này, nâng mũi chân này, nâng gót chân này, nâng mũi chân, nâng gót chân, nâng mũi chân, nâng gót chân, nâng mũi chân, nâng gót chân. Đấy, các bạn làm đi làm lại cho nó quen nhé. Rồi, bắt đầu đi này. Mũi này, gót, mũi, gót, mũi, gót, mũi, gót. Rồi, lặp lại này. Bắt đầu đi này. Mũi này, gót này, mũi này, gót này, mũi này, gót này, mũi này, gót. Đấy, các bạn xong, các bạn làm nhanh dần lên nhé. Nào, nhanh hơn này. 5, 6, 7, đi này, mũi, gót, mũi, gót, mũi, gót, mũi, gót. Rồi các bạn lại đổi chân này, 6, 7, đi này, mũi, gót, mũi, gót, mũi, gót, mũi, gót. Ok. Rồi tiếp theo này, chúng ta sẽ làm cái bước luôn nhé, đúng nhịp bước luôn này. Bắt đầu chúng ta đứng chuẩn bị chân chữ V nhé. Nào, nhịp 1 là mình nâng chân trái lên, đồng thời xoay gót chân sang bên phải. Đây là nhịp 1 này. Giờ nhịp 2, đưa chân ra. Tiếp tục 3, 4. Chúng ta sử dụng gót chân và mũi chân nhé. Lại tiếp tục 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ok, chúng ta đổi chân này. Rồi, đứng chuẩn bị này. Nhịp 1, xoay, nâng, nâng nhịp 1, nâng gối và xoay gót chân này, 1 này, 2 này, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ok, thế đây này, 5, 6, 7, 8 này, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Rồi các bạn lại đổi chân này, 5, 6, 7, 8 này, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ok. Bây giờ các bạn sẽ thực hiện đổi chân liên tục nhé. Từ đây này, 7, 8 này, 1 này, 2 này, 3, 4, 5, 6, 7 này, 8 là chuyển trọng tâm này. Sau các bạn lại rút chân lên này, xoay gót chân, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, chuyển trọng tâm. Tiếp, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ok, các bạn làm đi làm lại để cho quen nhé. Quen chuyển trọng tâm. Sau khi quen rồi thì chúng ta đừng bám tường nữa. Chúng ta sẽ đến ở ngoài không gian này. 6, 7, 8 này, 1 này, 2 này, 3 này, 4 này, 5 này, 6 này, 7 này, chuyển này, 1 này, 2 này, 3 này, 4 này, 5 này, 6 này, 7 này, chuyển này, 1 này, 2 này, 3 này, 4 này, 5 này, 6 này, 7 này, chuyển này, 1 này, 2 này, 3, 4 này, 5, 6, 7, chuyển. Đó. Sau khi các bạn thực hiện xong ở level này thì các bạn chuyển sang đếm ở nhịp nhanh. Vì khi làm với nhạc ấy là mình phải làm nhanh hơn. Nó có nhịp A. Đó, mình sẽ đếm ra như này. A 1 A 2 A 3 A 4 A 5 A 6 A 7 A 8 nhé. Giờ chúng ta làm lại này, 7 8 này. A 1 A 2 A 3 A 4 A 5 A 6 A 7 A chuyển. A 1 A 2 A 3 A chuyển.
A5, A6, A7, A chuyển. Đó. Chúng ta hãy làm đi làm lại nhiều lần để cho quen. Sau đó thì chúng ta sẽ khớp nhạc. Ok, làm chính diện nhé. Từ đây này, 7 đi này. A1, A2, A3, A chuyển này. A5, A6, A7, A chuyển này. A1, A2, A3, A chuyển này. A5, A6, A7, A8. Ok.